Xin chào anh chị em các bạn nhé. Hôm nay hướng dẫn mọi người cách follow TikTok và đi tương tác thì đồng 100% cái follow của các bạn nhé. Mời các bạn hướng mắt vào màn hình mình xem nha. Để mình di chuyển cái cam của mình xịt xuống một xíu nha. Đầu tiên là mọi người vào TikTok như bình thường nhé. Đầu tiên mọi người vào TikTok thì mọi người muốn đi follow mà. Thì mình đi tương tác muốn tăng follow thì mọi người ấn vào hồ sơ của mình nhé. Đầu tiên thì mình phải có hồ sơ nhé. Đây mình mới đi tương tác được 3 ngày này. 1454 follow rồi. Và 852 lượt thích. Trong khi đó mình có 8 video thôi. Thì mình muốn tăng follow đều và đậu 100% này. Đi tương tác đấy. Thì đầu tiên mọi người nhìn vào màn hình nhá. Ấn vào cái dấu cộng này. Ở chỗ thêm người này ở phía dưới cái giờ nhá, trên góc bên trái của màn hình nhá, mọi người làm theo mình đấy, có tượng hình người đấy, nhấn vào đấy xong mình kéo xuống thì mọi người kéo tìm những cái bạn ở trong này, tìm những cái chỗ ví dụ như cái bạn Dương Lô 610 này, là tức là đã có bạn với cái người đã follow với mình nhá, thì chắc chắn họ đang hoạt động, thì mình chạm vào đây. Mình chạm vào cái tên của họ nhé. Dương Lô 610 này. Mình follow đầu tiên. Mình ấn vào follow. Xong mình chạm vào cái tên của họ nhé. Chạm vào hình đại diện của họ này. Xong nó sẽ ra video. Ra video thì mình chạm tiếp vào video của người ta. Mình xem video. Xin phép mọi người là mình sẽ tắt tiếng cái video nhé. Thì trong các video thì nó dễ dính bản quyền mà. Dễ dính bản quyền hình ảnh và nhạc. Thì ở đây mình làm hướng dẫn nên mà mình xin phép tắt cái âm thanh của video. Đấy, mọi người vào cái xem video cho người ta. Xem video, nói chung trong quá trình xem mình vẫn cứ ấn like bình thường mọi người. Thả tim nhiều cũng được, mà thả một tim cũng được. Mình cứ thả tim cho mình đi tương tác thì mình thả tim thì coi như là mình một cách coi danh là mình đã đến kênh của người ta, mình đã thả tim, đã follow rồi nhá. TikTok sẽ báo về kênh của họ là đã follow và đã thả tim nha. Sau đó mọi người bình luận đúng cái nội dung video đó mọi người. Ví dụ đây mình sẽ bình luận cái quá đẹp trai và dễ thương này. Quá đẹp trai và dễ thương. Đấy. Sau đó mình chạm vào màn hình cho nó trở về màn hình chính, hết video. Rồi sau đó mình mọi người xem hết video nhá, mình gạt sang video khác mình xem ít nhất 2 video trở lên mọi người. Thả tim và chỉ cần bình luận một bình luận thôi. Mọi người có thời gian thì bình luận nhiều, không có thời gian thì bình luận một video của người ta là được. TikTok sẽ báo về nick của người ta là đã có mình follow cho họ này, đã thả tim cho họ này, đã bình luận trên video của họ thì chắc chắn họ sẽ đến, họ trả lại cho mình. Đấy. Còn mình chỉ follow không thôi thì người ta cũng biết, TikTok cũng báo về, thả tim TikTok cũng báo về kênh của họ, nhưng mà cái tỷ lệ đậu ít hơn. Nhưng mà đã một cách của mình là đảm bảo là đậu 100% luôn đấy. Thì mọi người nhìn cái follow của mình này, đây cái hồ sơ của mình là phát hành channel đây. Mình đã tương tác với 1483 bạn và đã có 1455 người đến kênh của mình nhé. Đấy, đến kênh mình tương tác lại. Thì bây giờ mình làm lại một lần nữa cho mọi người xem nhé. Đây, ấn vào cái dấu cộng bên trên góc trái của màn hình mục. Đấy, nhấn vào đây. Thì mọi người cứ kéo xuống. Đấy, chờ một xíu nó kéo xuống. Được follow bởi này là không an toàn nhé. Chưa chắc ăn đã đậu rồi mọi người. Nhiều người dùng người ta không biết, người ta chỉ làm video và đăng lên thôi, thì cái tỷ lệ đậu là sẽ không cao, mà cái đã được follow là tỷ lệ không cao nhá. Mà cái bạn bè với này chắc chắn là họ biết cách tương tác và họ hoạt động nha. Thì đây mình đang có cái bạn tức là Tâm Giang Hồ đây với các bạn Miu này này, là chắc chắn hai bạn này đậu 100% luôn các bạn. Mình follow luôn, mình chạm vào người ta xem video. Ở trên trang cá nhân thì có đầy đủ liên kết mô tả nhé. Đây mình sẽ xem nào. Họ có Instagram này, và thêm nhiều mục nữa này các bạn. Trong này họ có đề xuất cho những người mình có quen này. Ví dụ như cái Xuân In Lê này mình cũng quen này.
Định Phong 1990 là người quen của mình này, nhưng mà ít hoạt động ở trên kênh TikTok ấy, thì mình có follow thì cũng ít khi đậu lắm. Nhưng mà mình cứ vào những cái mà đã bạn với ai đấy thì mình xem video cho người ta, xem video bình thường rồi thả tim bình thường, mình thả nhiều tim cũng được mà thả một tim cũng được nhé. Sau đó mình ấn bình luận thôi, đấy là đậu 100% các bạn. Và mọi người lưu ý là nếu mà có định follow muốn tăng anh tương tác ấy, thì mọi người đừng có vào mà ấn liền như mình ví dụ cho mọi người nha, là như thế này sẽ là bị vi phạm đấy mọi người này. Mình ví dụ thôi nha, là tức là mình vào mình ấn hàng loạt như thế này này, mình ấn nhanh như thế mà ấn nhiều là sẽ bị vi phạm nha. Thì mình ấn ít thôi, mình ấn chậm thôi, nhưng mọi người đừng có ấn liên tục nhiều quá. Ấn liên tục nhiều quá là sẽ, thứ nhất là không đậu follow, người ta sẽ không quay lại đâu. Thứ hai nữa là mình dễ bị gian lận này, vi phạm cái chính sách cộng đồng của TikTok nhá. Thì mọi người lưu ý hai cái điểm mình vừa lưu ý nhé. Thì chúc mọi người thành công phát triển trên kênh TikTok của mình nhá. Còn trước đây mình cũng cứ sản xuất video mình đăng lên và không ai xem cả. Thì mấy ngày nay mình tìm hiểu thì mình mới biết được cái thuật toán. Ngày hôm nay mình làm video gửi đến mọi người, chúc mọi người thành công nhá. Chào tạm biệt mọi người.